Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau đến với tiết toán bài bảng chia 2. Bây giờ cô mời các con lấy sách giáo khoa toán lớp 2, vở, bút mực và giấy nháp ra để cô và các con cùng học nhé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học bài bảng chia 2 và từ đó các con sẽ vận dụng bảng chia 2 vào để làm bài tập trong sách giáo khoa toán trang 109. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng học. Các con chú ý nhé. Con nhìn trên màn hình, cô có một tấm bìa với hai chấm tròn. Tương tự như thế, nếu cô có 4 tấm bìa thì cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Các con có biết không? À, cô có tất cả 8 chấm tròn. Vậy cô làm thế nào để được 8 chấm tròn như vậy? Cô sẽ tính được 8 chấm tròn bằng cách cô lấy 2 nhân 4 bằng 8. Ở bài bảng nhân 2, các con đã được học rồi đó. Các con còn nhớ không? Từ phép nhân 2 nhân 4 bằng 8, cô sẽ có phép chia tương ứng với số chia là 2. Phép chia là 8 chia 2 bằng 4. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con lập bảng chia 2 từ bảng nhân 2 nhé. Các con quan sát và tập trung lên trên màn hình nào. Cô có 2 nhân 1 bằng 2. Vậy, ta sẽ có 2 chia 2 bằng 1. Tiếp theo, 2 nhân 2 bằng 4 thì 4 chia 2 bằng 2. 2 nhân 3 bằng 6 thì 6 chia 2 bằng 3. 2 nhân 4 bằng 8 thì 8 chia 2 bằng 4. Và với cách làm đó, toàn bộ bảng nhân 2 chúng ta sẽ thiết lập được bảng chia 2. Tương tự như vậy, 2 nhân 5 bằng 10 thì 10 chia 2 bằng 5. Nếu 2 nhân 6 bằng 12 thì 12 chia 2 bằng 6. Nếu 2 nhân 7 bằng 14 thì 14 chia 2 sẽ bằng 7. Và 2 nhân 8 bằng 16 thì 16 chia 2 bằng 8. Tương tự như thế, 2 nhân 9 bằng 18 thì 18 chia 2 bằng 9. Và cuối cùng, 2 nhân 10 bằng 20 thì 20 chia 2 sẽ bằng 10. Các con đã nắm được bài chưa? Và cô vừa hướng dẫn các con lập xong bảng chia 2 rồi. Vậy bây giờ các con sẽ học thuộc bảng chia 2 nhé. Tiếp tục bài học của chúng ta, các con sẽ vận dụng bảng chia 2 vừa học để làm bài tập trong sách giáo khoa trang 109. Các con hãy cùng mở sách ra nào. Chúng ta sẽ cùng vào bài tập số 1. Bài số 1 yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Con hãy quan sát lên trên màn hình. Đầu tiên, cột thứ nhất có 3 phép tính. 6 chia 2 bằng 4 chia 2 bằng 10 chia 2 bằng. Con hãy suy nghĩ và làm cho cô cột thứ nhất nhé. Các con đã làm xong chưa? Các con cùng kiểm tra kết quả với cô xem có giống cô không nhé. 6 chia 2 bằng 3. 4 chia 2 bằng 2. 10 chia 2 bằng 5. Chúng ta cùng tiếp tục nào.
chia 2 bằng 8 chia 2 bằng 12 chia 2 bằng 12. Nào, các con xem kết quả của các con làm có giống cô không nhé. 2 chia 2 bằng 1. 8 chia 2 bằng 4. 12 chia 2 bằng 6. Và cuối cùng, 20 chia 2 bằng 14 chia 2 bằng 18 chia 2 bằng 16 chia 2 bằng. Các con cùng cô kiểm tra kết quả xem mình đã làm đúng chưa? 20 chia 2 bằng 10. 14 chia 2 bằng 7. 18 chia 2 bằng 9. 16 chia 2 bằng 8. Các con đã làm đúng hết chưa? À, chúc mừng các bạn đã làm đúng đáp án nhé. Rồi, các con làm bài 1 rất giỏi rồi. Vậy bây giờ các con sẽ làm cho cô bài số 2. Mời các con quan sát xem bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì. À, bài 2 là một bài toán giải. Cô lưu ý khi các con làm bài toán giải, các con nhớ đọc thật kỹ yêu cầu đề toán. Bài 2 có 12 cái kẹo chia đều cho hai bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo? Bài toán cho chúng ta biết gì nào? À, bài toán cho biết có 12 cái kẹo chia đều cho hai bạn. Thế bài toán hỏi gì nhỉ? À, bài toán hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo. Vậy trước khi giải bài toán này, các con hãy tóm tắt bài toán. Cô cho các bạn 2 phút để có thể tóm tắt bài toán. Nhưng lưu ý cho cô là đơn vị bài toán là cái kẹo, các con nhớ chưa? Cô và các con cùng kiểm tra xem các con đã tóm tắt đúng chưa? Hai bạn 2.12 cái kẹo. Mỗi bạn 2 chấm 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 cái kẹo hỏi chấm. Sau khi tóm tắt xong, mình sẽ vào phần bài giải. Bài giải như sau, đầu tiên là lời giải. Số cái kẹo mỗi bạn được chia là, chúng ta sẽ có phép tính là 12 chia 2 bằng 6 cái kẹo. Đáp số 6 cái kẹo. Ngoài lời giải số cái kẹo mỗi bạn được chia là, các con có thể có những lời giải khác mà vẫn đúng với yêu cầu của bài. Ví dụ như mỗi bạn được chia là, các con đã nắm được chưa? Rồi, tiếp theo cô và các con sẽ cùng nhau làm bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu các con phải đọc thật kỹ đề bài. Bài 3 mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào? Con hãy quan sát. Các con hãy suy nghĩ trong vòng 5 phút, sau đó dùng bút chì nối phép tính với kết quả đúng cho cô nhé. Các con cùng kiểm tra kết quả nào. 12 chia 2 bằng 6. 8 chia 2 bằng 4. 16 chia 2 bằng 8. 20 chia 2 bằng 10.
Và cuối cùng 14 chia 2 bằng 7. Các con làm bài đúng không nào? Cô biết rằng các bạn rất giỏi và đã làm đúng hết đúng không? Cô khen các bạn rất nhiều. Các con nhớ khi làm bài thì phải đọc thật kỹ đề bài, không làm sai yêu cầu đề bài chúng ta sẽ bị làm sai. Chúc các con học một tiết học thật là vui vẻ. Bài học của cô hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các con nhớ chuẩn bị học thuộc bài bảng chia 2 cho cô. Và nhớ chuẩn bị bài tiếp theo chúng ta sẽ học là bài 1/2. Chúc các con có một tiết học vui vẻ. Xin tạm biệt các con.